Thưa cô bác là hiện tại là em già cũng đang có mặt ở cái nhà Năm cháu nhỏ mồ côi. năm cháu nhỏ mồ côi. Thì đây là anh trai. Tôi tối rồi. Tối. Rồi kia. Vâng. Ông về chưa? Giờ sắp đấy. Ông về chưa? Ừ, cái đấy. Cứ mùa. Đi đâu đây? Hả? Mua gì ấy? Về đón mình. Hả? Ít của. Ít bùa? Lấy đâu ra tiền? Hả? Ý chứ mà vô đây họ hả? Ừ, ta. Ông cho bé mình chơi hả? Ông chơi nhau từ. Ní là không chân đất này cô bác đây này đi đấy ông này à. là bạn này là người chú nhưng mà lần đầu lần anh em đến đây và cũng có gặp được anh chứ ấy thì đây nhó ní nhà lo này đây nhà mà này ô nhà lúc này ní à mình nhó chạy ô ní ô nhó ní đó à đây chào các em nhá. Đây thưa cô bác là bây giờ thì em già cũng với nhà của năm cháu nhỏ một côi rồi thì thật sự nặng quá cái phần quà của bác. Ai à, dạ em già để đây trước lo đi mẹ mẹ lo đi thế mẹ đấy đây thưa cô bác là ba cháu ở đây còn mì mới chị mẹ muốn tí là muốn chị trở thành dư. Ở trong này không có phim, thế là đi xem phim với nhà nọ rồi. Chỗ này bé tứ nọ. Chỗ này bé tứ là. Ông về nhà mẹ. Xua. À cái đấy là xua. Ông đi. Sao? Mẹ đi. Bánh dương. Bánh này. Sai này. Bé, chào cô bác nè. Xin chào cô Đúng bác rồi, xin ạ. chào. Được rồi, Vâng. đây là già lần đầu tiên là đến. Đây là cái hoàn cảnh của năm 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 chị em. Thì mẹ cũng đã bỏ đi Trung Quốc từ rất là lâu rồi. Bố thì Vâng. thường xuyên uống rượu, say rượu. Mà hôm nay bố đi đâu để say? Đi làm thuê. Đi làm thuê vẫn chưa về Vẫn chưa à? về à? Lại đi tiếp rồi. Có gửi tiền về nhà không? Không gửi luôn. Thế Này. thời gian này ở nhà ăn cái gì? Hả? Hả? Ăn rau á? Thế có cơm ăn không? Không Ừ, có đâu 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 ông ạ. chú xem nồi cơm cho nào. Hả? Sơn mê sư. Đâu, ở đây Nếu mỏ nhau thế này hoặc có thế nào. đây này. Đây thì À những quan cái đến đây. bát của các cháu thì cũng ăn. Đợt trước chú bảo ăn cơm thì phải xong phải rửa bát đi chứ. Đây là này. Rồi Dương ạ. Cái nồi cơm mè mén đây này. Móc rồi. Hả? Cái nồi cơm này này. Đây Mày này. mén à? Đây. Mày mén thì các cháu là không hay ăn đâu bởi Đấy. vì là các cháu thường làm cơm ăn thôi. Cái mèn mén này thì đợt trước là Ủa anh gì rồi. Cái gì bên Hả? trong này gì rồi. Gì rồi đúng không? Đấy. Đây này, bụi ở đây này rất là nhiều Bụi đây này. bặm. Bố là không ở nhà, không có mẹ. Đây chắc là cái nồi cơm này ở đây. Cái chảo này lu 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 gì ta hòn tên đấy chị cái rau nó là kia là Hả? Còn nấu ồ không? bà bảo sức bà nhỏ à Đâu cái nồi cơm thế nào? à nồi cơm đây Thời gian này là ăn cái gì? Vẫn có cơm ăn không? khi xem mua chị không à Mở mở cho chú xem nào. ai À vẫn còn mấy nhỉ cơm nguội đúng nồi không? cơm Đấy, xúc một miếng trước luôn. Được rồi, thế thì vẫn còn cơm ăn gạo. Đợt trước chú lấy về còn không? Hả? Còn một ít à? Đâu chú xem nào. nhau từ nhau từ Hả? à nhau đi nào Đâu, à à có này phải cái đây bao đây này không nhỉ? Trước cái bao này là có phải chú lấy vào không nhỉ? Phải không? Phải à? À, thế vẫn phải còn tương đối là nhiều. Thế vâng thì hôm nay là có cô gì đấy nhà già xem cái kia là của à cô vâng cũng có gửi về cho mấy chị em là có một bao quà. vâng đây là gửi cho năm cháu em Tuyết em Phan và Hờ Không, đây là cô mấy cái có ghi nhầm thôi. Đây là của cái năm cháu nhỏ ở đây. thế à Đấy. Không anh lọ, à tôi cũng có gọi điện cho cô rồi. Lê Thị Thủy À, cô của cô Thủy. Đấy, thì Lê Thụ Thủy Lê Thị Thủy. vâng, đấy Đấy, thì thế à, đây là phần quà của cô à mẹ nó thì bé lò mà bé gái cho phân qua tù Lê Thị Thủy đó nè nhá lấy cái quà của cô Lê Thị Thủy cho các cháu thế hôm nay thì thật sự là Dương ạ bố cũng đi làm thuê rồi chị gái thì cũng đi hàng xóm rồi thì có lẽ mình sẽ mở phần quà cho Trước khi mở phần quà thì say hoặc là xúa đi cũng gửi lời cảm ơn đến cô Thủy đã gửi những vâng phần quà này cho mẹ mấy chị em. này thì sao xanh đỏ từ phong này Cầm mic, cầm mic, cầm mic. Ờ, ờ nó.
Sao xin hào nha, gửi phần quà, ta chỉ hào này bé chỉ bao mà, ở bé cho xanh đây hào hả liền. Xanh nói được tiếng phổ thông rồi mà. Ừ, nói tiếng phổ thông được không? Không xuống nói đi. Em xuống nói đi. Cảm ơn cô. Cháu xúa xin chân thành cảm ơn cô. Cháu xúa xin chân thành cảm ơn cô. Đã gửi những phần quà này. Đã gửi những phần quà này. Đến cho chị em chúng cháu. Đến cho chị em chúng cháu. Cháu xin kính chúc cô. Cháu xin kính chúc cô. Và gia đình. Và gia đình. Thật nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Vâng, đấy là lời cảm ơn của cháu xúa nhé, cô bác nhé. Còn là tại sao hôm nay chú hỏi một tí, hôm nay trời rất là lạnh. Mà sao mấy chị em, bạn nào cũng mặc cái áo cộc tay như thế này? Ừ? Đây này, từ trên xuống dưới đây thì giày tất là không có rồi. Đây này, đấy cả bình cũng thế đây này. Đấy. Sao quần áo trước chú cũng lấy về cho rất là nhiều mà quần áo đi đâu hết rồi? Khán giả muốn thế nào này? Ừ? Muốn đi cho trẻ đây. Ăn đi cho trẻ. Để thì phải lấy ra mặc luôn chứ. Thế vâng. Trước tiên bây giờ mở cái phần quà này ra xem có áo khoác bên trong để cho mặc cho các cháu luôn dài. À lấy máy thì bé, ừ, nó nói thế mà bé khi phân quà sẽ không có chỉ mà thế một khán giả mà bé na kia hỏi nhỏ. Ừ, của nhanh. Nhanh nhỉ? À. Thưa cô bác là các bạn là cũng ngoan quá và là trước khi mở phần quà ấy, thì các mà con cũng đồng ý bảo là nếu mà có cái gì mà vừa bạn nào đó thì sẽ bật luôn là chị về thì chị sẽ giặt lại cho các bạn nhỏ là để lại để mặt bởi vì những cái xô quần áo cũ ấy thật sự là không phải đi đâu về đây đi đâu về đây hả đây này, này. Này. Có à, bạn à, bạn kia là bạn nào đấy? Hả? Tìm không hiểu rồi. Hả? Bạn nào đấy? À, May à? May vào đây. Nhanh lên. May nó đi. Mỹ nhá. Đây là thế là hôm nay có đủ 5 chị em đấy. Vâng. Sao không mặc áo cho em ở Mỹ đây này để em mặc áo cộc tay hết như này? Bạn nào cũng phải đi dép đây này không có tất à? Vâng. Đây này. Trời thì lạnh. Bé khi ở phân quan đi hả? Hả? Mì nó mì á? Ai da. Mì mươi ra chỉ lại con đi chứ mà. Ít đất lìa hoặc là ít đất xía hoặc là ít đất rồi. À, anh chị. Nào, lại đi. Đấy, được rồi. Thật sự là thưa cô là cháu già cũng xin mở cái phần quà của năm cháu này. Bé cổng chiều hôm này mua chị hả? Đây này, cái gì đây? Rất là bất ngờ luôn. Đây là cái gì đây? Thưa cô là đây là một chút quà nhỏ nhỏ. Tuy nhiên là bên trong này bọc cái gì? Ok em mì. Anh mở mì nào? Mở ra xem nào, mở ra xem nào. Thấy chưa? Mở ra đi. Có gì bất ngờ không? Đâu. Chú xem nào, mở ra xem có cái gì. Ui dồi ôi. Ây giả, một cái vòng vàng à? Vòng vàng hay là vòng... Có phải không? Đâu chú xem nào. Con này là cú là nhỏ chưa? Chị Phong. Đây là vòng. Cái này cô có để một cái vòng nhưng mà cái này chắc là bên trong cô cũng sẽ có ghi những cái tờ giấy ở bên trong này. Đấy, đây là phần quà đầu tiên. Đấy. Từ để xuống dưới này đã đi. Rồi. Đấy nhá. Đây các bác ạ, ngày hôm nay thì em Dương cùng với lại Bí Thư Già là cũng có đi cùng nhau. Thì anh em cũng có mang cái... Mì đứng ra đây một tí. Đứng... Đấy. Ngại cái gì? Hôm nay thì anh em là cũng có đi cùng nhau. Thì anh Cái trưởng thôn cùng với lại em quay phim là cũng đi một nơi. Và đây tuy nhiên là... đây thì hôm nay anh em cũng có thấy là... Cô cũng có gửi những phần quà này để cho các cháu đây. Phía bên trong này thì... có... đây có đồ chơi cho Bình đây này. Đấy. Đây đồ chơi cho Bình đây. Đấy máy xúc máy cẩu đây. Trong đây cái này không biết có cái túi để đựng đồ đây này. Tí nữa còn cái vòng kia thì tí nữa anh em sẽ mở ra sau nhé. Cái này là cái này đậu phộng nhé. Thấy chưa? Đây này. Cái này ăn được nhá. Phần tí nọ tàu nhá. Cho Bình ăn luôn đi nhỉ. Chắc giờ này muốn ăn lắm rồi. Thấy không? Nói gì nào? Nhưng mà bạn nào đây này Mỹ này.
Này. Nói như nào nhờ say nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà cái tay bẩn quá. Tí nữa rửa tay đi nhá. Thấy chưa? Này Bình này. Đúng rồi, đấy, thấy đồ ăn là bỏ đồ chơi ngay. Này, xuống này. Rồi. Thế chú để tạm đây này nhá. Được rồi. Còn ấy. Còn cái này thì anh em sẽ giải tạm ở đây để tí nữa sẽ mở lấy hết đồ ra. Còn ở đây nữa đây này. Trong này cũng có bánh kẹo nữa. Ở đây cô cũng có gửi một cái vòng này. Tuy nhiên là cái này không biết sẽ cho bạn nào đây. Thì cái này thì em Dương sẽ đồ trang sức thì em Dương sẽ để đây nhá. Để cho mấy chị em là khắc tự chia nhau. Còn đây đây, đây trong này cũng có cả kẹo nữa đây. Túi này là chắc là mì tôm thì phải. Đây cái trong này là mì tôm nhá. Còn ý mì tôm nhá. Rồi cho than cho thịt đi nhá. Còn ở trong này đây là quần áo đây. Thì tìm chỗ nào để mà đổ ra một tí nhỉ. Vì là bây giờ cái chỗ này là hơi hẹp nhỉ. Em Dương cũng muốn tìm mấy cái để cho các cháu mặc luôn. Tầm này bây giờ Mỹ xem cái này vừa không Mỹ. Đây này. Hay thích mặc váy đây này. Đấy. Hiện tại là các cháu tầm bạn nào cũng toàn mặc áo cộc tay như thế này thôi. Thì em Dương cũng rất là muốn là tìm cho các cháu một hai cái áo khoác. Nhưng mà có vẻ như cái này là toàn quần áo người lớn thì phải. Đây, bây giờ em Dương sẽ bỏ hết cái quần áo lên trong đây đây. Vì là trong này ở trong bao tải thì là anh em cũng khá là khó tìm. Mùa đông này các cháu mặc đây. Cô cũng có gửi cho một bộ đũa nữa. Nhớ dùng đũa nhé. Mì mì đứng ra đây mì. Đây này. Đũa này nhớ là rửa sạch đi hắn dùng chứ chưa. Đấy. Chú để đây nha. Cái này bạn nào vừa đây. Xem hai. Cái này chắc là may vừa đấy nhỉ. Chị à. Thích quá rồi còn gì nữa. Đúng sở thích rồi. Đây là đây là cái áo mưa. Đây là bộ áo mưa để cho các cháu. Đây có bác ở đây thì hôm nay em Dương cũng có đem một phần quà vào trong này. Thì đây còn những cái bộ quần áo để dành cho các cháu. Thì bây giờ thì mấy chị em tự chọn đi nhá. Còn bạn nào mặc vừa cái nào thì lấy như chưa. Từ từ na hủ hoặc từ mà giúp hoàn tả nhé. Còn đây là có bánh kẹo này tí nữa chia nhau. Còn cái vòng và cái vòng cổ này thì bạn nào lấy nào. Hả? Từ từ nhỉ, giúp cho đi. Hả? Đưa cho bạn lớn lớn thích cái dương. Hả? Bạn là lớn không, cái vòng này là không vừa này. Thế cái này cho Mỹ này. Này Mỹ đeo vào đi. Cái này vừa bạn nào, vừa tay bạn nào nè. Bạn xuống xem nào. Chú xem cái tay xem là vừa không. Đi ra đây, đi ra đây. Ra đây. Cái này mở như này nhá. Bỏ cái này ra này. Kéo này ra như này này. Nhớ chưa? Thấy không? Đấy. Kéo này ra như này này. Không. Kéo ra như này này. Đấy, đâu tay đâu. Đeo tay bên này bên kia. Đấy, bà này vừa luôn. Xong đóng cái này vào này. Ây à, khó viết đấy nhỉ. Được rồi. Đẹp không? Đây các bác. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thì hôm nay cô cũng có gửi cả trang sức này, quần áo này và cả thêm bánh kẹo cho các cháu nữa. Thì do là quần áo này thì các cháu cũng nhận được nhiều rồi. Tuy nhiên với cả
Để bây giờ mà lựa chọn cho từng bạn một ấy thì cũng khá là lâu, thì chắc đi nữa này à. Mỉ nhá, ý chả thay cho từ từ na hủ con từ một chỗ con thầy nhá. Nhá, tí nữa mấy chị em tự chia nhau nhá. Không là chú bảo lấy áo khoác cho mấy bạn này mặc đi. Nhớ chưa? Mặc ấm vào không là lạnh đấy. Nhớ chưa? Bố có gọi điện về nhà không? Ừ, xuống. Bố có gọi điện về nhà không? Không gọi luôn. Bố đi làm được bao nhiêu lâu rồi? Hả? 1 tháng rồi á? À? Là có gửi cũng không gửi tiền về nhà, thì ở đây là bây giờ mà, ví dụ mà muối mì chính mà hết thì lấy cái gì ăn? Ừ? Ừ? Chỉ cho chế tá như này mà tự chi chỉ cái tháng như lò mà chú chín ạ. Sao thế mà? Hả? À bố có gửi tiền về cái gì? Ừ. Được rồi, thế thì xem dọn chọn đồ này đi, xong là dọn hết đi nhá. Được chưa? Cái nào mặc đến thì lấy, còn không mặc đến thì xem hàng xóm người ta ai mặc thì lấy cho các cô các chú đến mặc nhá. Được chưa? Được rồi. Đây thì hôm nay thì anh em cũng có mang cái phần quà vào cho các cháu rồi. Còn bây giờ thì để cho các cháu tự lựa chọn thôi. Tuy nhiên là trước khi mà em Dương để cho các cháu lựa chọn ấy thì đây có bác cái đệm đẹp như thế. Và bây giờ các cháu là đợt vừa rồi thì em Dương cùng với em Minh, em cameraman ấy, thì có một lần là ui dồi, bạn nào làm nghịch kiểu gì mà cái chỗ này cháy hết thế này? Hả? Hả? Ủa chả cũng như tá như này nè. Hả? Lúc đi tắm mò xanh lò nửa cua lở nửa đen dậy thì ăn như thế này. Thế người có làm sao không? Alo, cái gối này bỏ đi. Lúc hơn trong này gấp bỏ đi. Này. Vứt đi. Cái này ôi rồi làm sao ngủ kiểu gì mà cháy hết cái đầu giường hết như này. Thế này. Hả? Ai đốt á? Thế thế không không có ai ở nhà lý nếp bưa từ mà cứ nhét như này nè. Hả? À bố với Bình ngủ ở đây thì là cháy lúc nào cũng không biết. Thế này hay là có người người ta cố tình nhỉ? Nhưng mà ở đây là ở trong nhà mà. May mà cũng không 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 cháy quá lớn đấy các bác ạ. Đây này, cái chỗ này là bị cháy hết, là tức là nửa đêm đang ngủ thì tự dưng người thấy bị cháy như thế này thì gia đình mới dậy về. À, lúc đấy là anh Chứ và cũng vẫn, vẫn bố vẫn ở nhà đúng không? Bố vẫn ở nhà và cũng bị cháy như này, là bố đang ngủ đây luôn. Ai da. Trời ơi. Rồi thêm mấy đứa lấy chọn đồ này đi, xong là thay quần áo cho chú xem nè, quẩy quay cho các cô bác xem nhé. Rồi bây giờ thì chắc là anh em sẽ chờ để cho các cháu thử những cái bộ váy này, bởi vì bản thân em Dương cũng biết là một điều là cháu Mỉ, cháu May này hay là những bạn này là cũng rất là thích mặc những cái bộ váy xinh xắn như thế này, thì anh em sẽ để cho các cháu xem mặc những cái bộ váy mới mà cô bác có gửi đến nhé. Đây cháu 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 xuống là cũng có được một bộ đấy nhé cô bác nhé. Đây ra đây chú xem này. Đây cũng khá là vừa vặn đấy các bác ạ, nhưng mà đấy hôm nào đi chơi là mặc bộ này được rồi nhỉ. Hả? Nhưng mà hôm nay trời hơi lạnh nhớ là mặc thêm áo khoác vào nhá. Thôi tí nữa mặc áo khoác vào, nhớ chưa? Nhớ chưa? Đâu Bình ra đây chú xem nào, chọn được cái áo xem nào. Bình ra đây chú xem nào, ra đây đấy. Bây giờ nhưng mà bây giờ là phải gội đầu này, xong là keo vuốt tóc lên nhỉ. Hả? Bao nhiêu lâu không gội đầu rồi? Han tê chì 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 chưa tao rồi. Hả? Hả? Nó no, tao han tê chì chì tao chưa tao rồi. Hử? Tao han hả? Tức là từ lúc lạnh về là cháu là không không gội đầu đâu, bởi vì lạnh quá không không gội. Phải gội đầu đi chứ con. Hử? Cái đầu lên làm sao đây? Chú tao đi một trà đi. Hả? Bị nhọt á? Bên này xoa xoa thấy cứ thấy kênh kênh như này, cháu là bị nhọt đấy. Xúa với cả Mì nhá, chú bảo này lấy nước muối
lấy nước muối chấm xong là rửa cái chỗ này cho em thường xuyên vào nhá. Nhớ chưa? Không là bị nhiễm trùng đấy. Nhớ chưa? Ừ. Đây này có mấy cái liền đây này. Bị nhọt. Giờ là còn khô rồi ấy. Thế chẳng mấy hôm trước mà bưng mủ thì chắc còn hơn nữa. Thế xong là mấy đứa xong là cái nào mình mặc vừa ấy thì lấy mặc xong là mặc không, cái nào mình không lấy đến ấy thì gọi các cô ở bên ngoài kia, các cô đang chăn trâu kìa, chăn bò kìa, và các cô về lấy cùng nhá. Đời đi thay quần áo đi, mặc áo khoác đi. Được rồi, Mỹ lấy cái áo khoác cho em mặc đi. Thì sao trước bút người ta đi. Say, lấy áo khoác mặc vào nhanh lên. Nhanh. Nguy hiểm quá. Không biết là anh chứ còn ở nhà mà còn bị cháy cả cái đầu giường như thế. Nếu như mà em Dương đang lo, nếu mà trong trường hợp mà ví dụ mà để các cháu tự ở nhà thôi thì không biết là còn xảy ra cái vấn đề gì nữa. Cả cái chỗ góc giường kia còn bị gậy cháy đen nhèm hết luôn. Đây, các cháu là mặc áo khoác đây. Chẳng biết cái áo khoác này là của con trai hay con gái ấy. Hả, của con trai à? Ai lấy cho Bình đấy hả Say? Hả? Trước các cô bác có gửi cho kia phải không? Hả? Đây này. Thế mặc phải mặc ấm như thế chứ. Nhớ chưa? Nhớ. Đi học chưa? Mua cẩn tay gì nào? Hả? Đi học rồi đúng không? À, đi học mẫu giáo rồi đúng không? Thì Say năm nay học lớp mấy rồi? Học lớp 4 rồi đúng không? Đấy, mặc cái áo sạch vừa chứ. Xong là giặt cái áo thì xong là ngày mai ngày kia đi học chứ. Nhá. Lạnh nhưng mà nhớ mặc áo khoác vào, nhớ chưa? Đấy, chân của em này này. Đấy, rửa chân đi. Đun nước nóng rửa chân đi. Nhưng mà tầm này hôm nay là trời mưa. Hôm nào cứ đất này bùn nhiều ấy, các cháu thì nghịch chưa. Chắc tầm này thì sẽ, lát nữa sẽ dặn mấy các chị, em cháu Mỉ với cháu May, để cho các cháu là tối về thì rửa chân tay mặt mũi cho các em, để các em còn trước khi đi ngủ. Không bây giờ thì kiểu gì rửa xong các cháu cũng đi nghịch, mà đất nền đất này hiện tại trời mưa như thế là cứ đi nghịch một tí xong lại bẩn thôi à. Đấy, gọi xuống ra đi chú nhờ đi. Áo đẹp nhỉ, bán lại cho chú không hả Bình? Mua chị mua mua bút chị mẹ chị mua hả mua bút út hả mua lúc chó bút hả? Hả? Mua chị mua mẹ hả đẹp hai tiền lúc cho rồi này, mua bút này. Mua chị mua hả? Không bán á? Đấy, có áo khoác sao không mặc? Đây cái áo nhà trường phải không? Hả? Đây áo rất là đẹp đây này. Mặc áo, nói chung là em Dương thấy là như thế này này. Có cháu Súa này, là bạn này lúc nào vào trong nhà thì cũng thấy là cảm giác như bạn này cũng biết giữ gìn hơn, là lúc nào cũng thấy sạch sẽ hơn. Còn là mấy bạn này váy, mấy bạn nam thì rất là nghịch rồi. Còn hai chị thì lúc nào cũng chơi. Đây chú bảo này, tối xong là bảo chị Mỉ ấy rửa, đun nước xong rửa chân tay cho các em, rửa chân này rửa tay, đun nước nóng nhá, pha nước vào cho nguội nguội một tí xong là rửa chân tay cho em Bình với lại em Say nhỉ, xong trước mới đi ngủ như chưa. Không được nghỉ đất nhiều quá như chưa. Lấy áo thì hôm nay áo mới đây này, xong là nhớ là không được nghỉ đất nữa, đến lúc lại bẩn không có áo đi học đâu nhá. Đấy, ở phía bên kia thì đâu, nhà ông bà làm cái gì đấy hả? Làm rau á, trồng rau á. Thôi đi xem nào, đi chú đi, đi 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 với chú đi. Đâu đi bên này mà, đi bên này mà. À có làm gì đâu. À thanh niên kia đang thay quần áo hay sao ấy. Em Dương tưởng là bên nhà ông bà đang làm cái gì, chắc là đang ngồi chơi thôi. À, nhân tiện hôm nay đến đây thì cũng muốn sang bên nhà của cậu em này chơi một lúc, bởi vì đợt vừa rồi khi mà anh em cũng nó lên đây để mà nấu ăn ấy thì cũng có chia sẻ qua một lần rồi, nhưng mà thấy gia đình bảo là cũng đang chuẩn bị làm nhà nhưng mà vẫn chưa làm được. Như đến hiện tại nhé, thấy ngôi nhà như kiểu cảm giác sắp đổ luôn rồi. Đây này, nhà sắp đổ luôn rồi thật. Siêu siêu vẹo vẹo luôn này. Nhìn cái bức tường từ tầm này đi này. Đấy,
nghiêng 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 nghiêng. Cái này mấy cái chân cột là đã bị gãy hết rồi đấy. Mấy cái chân đây này. Cái chân cột này, là một cái kháo là chôn cột xuống ấy thì nó không được lâu. Hay bị mục và bị gãy. Cậu em ở trong này không biết là có ở nhà hay không. Em ơi. Hả? À, thay đồ mới luôn. À, ban đấy ở bên kia thì cũng có à, có mấy cái thì anh em cũng có lựa chọn cho bạn này luôn. Hả? Một chiếc con từ nè. Ít bùa từ. Còn liệu các là ít bùa. Tào. Ồ, rồi cho bùa, rồi nhiều bùa. Tào, Hả? Tào. Tào chứ đâu? Tào. Dùng chi dùng? Dùng. Hả? Dùng chứ. Hả? Ồ cha. Đấy. Đây thì đây có bộ quần áo, có bộ quần áo mới thì mà bạn này là đang đi chăn trâu nhá cô bác nhá. Đang đi ra à đâu thả bò, mấy con bò bên dưới kìa. Ơ cho nhiều nhỉ? Nhiều to. Ơ cho nhiều nhá, nhá to cho nhỉ. Đấy. Mấy con bò đang bên dưới kia thì thay luôn bộ bộ mới và cái bộ cũ thì vẫn có cầm đi theo như đây này. Đấy. Đấy. Hả? Đây cái áo này cũng rách rồi này. Khang cho chị, khang cho chị. Nha. Hả? Nó nãy luôn chứ. Đây rồi. Đâu chú đâu? Chú ở nhà không? Đâu rồi? Đang ngủ à? Hay làm gì? Em ơi. Đang làm gì đây? Ở nhà thôi á? Anh vào nhà được không? Vào được à? Ờ. Đợt trước anh thấy lúc anh sang đây anh thấy bảo là đang chuẩn bị làm nhà gì mà vẫn chưa làm được à? Chưa làm, tiền không đủ làm đâu. Tiền đi làm nuôi con thôi. Đi làm để nuôi con thôi. Thế đợt vừa rồi đi làm thuê là làm ở đâu em? Em làm ở Cao Bằng. Làm bên Cao Bằng à? Vâng. Chắc lại đi làm cây tiếp đúng không? Vâng, đi làm cây thôi. Là làm cũng chỉ để lo cho các con thôi. Vâng. Còn bây giờ thì nhà cửa anh thấy là cũng hơi nghiêng lắm rồi đấy mà vẫn dám ở à? Vâng, nhưng mà mình cũng ở đi, không có chỗ nào ở nữa thì mình... Không ở là không có chỗ nào ở nữa. Vâng. Đây có bác. Ở đây thì hiện tại là cái ngôi nhà là cũng đã như kiểu là sắp đổ rồi. Từ những cái cây đòn tay ở phía bên trên này, những cái cây này là toàn những cái cây gọi là cây tạp thôi. Còn cột thì hầu như là toàn là cái cột, cái kháo này. Đây. Bị cái này là mối. Mối ăn ấy nhỉ. Như này nhỡ như kiểu là cái thời gian trước mà trời mưa to gió ấy. Có sợ đổ không hả em? Hả? Đây mấy cái cột thì cột cũng không được to lắm. Đây này. Đấy. Cột cũng không to lắm đâu. Hầu như là toàn bằng cây kháo hết. Ở trên này thì không biết đi tìm ở đâu ra được những cây khác rồi. Đấy, gia đình cũng ở tạm như vậy thôi, còn con nhỏ nữa. Con được. Của em đâu? Bên này này, nghiêm quá rồi, sắp đổ rồi. Vợ bé đi đâu rồi à? Bên dưới này quá. Đấy, còn cái này là cái chuồng gà đây. Vâng. Là nuôi gà trong chuồng luôn. Không phải chứ, bên này là giường ngủ mà. Cái này là cái chuồng gà, còn à? cái giường ngủ là ở phía bên này. À dạ. Cái chuồng gà là ở ngay đầu giường luôn. Ồ, toàn đến trong cái lò. Đấy. Ồ, cái giường ngủ. Cái giường ngủ là ở đây. Cứ tưởng là ở chỗ này là... Nhưng mà có con gà nào ở đâu? Không, thế chỉ có cái ở đây. À, chỉ có cái ở lò. À? Em đi là cả hai vợ chồng cùng đi làm thuê à? Em chỉ một mình thôi, còn một con chỉ 6-7 tháng thôi. Con 6-7 tháng là ở nhà. Đấy, thì... Đấy thì hai vợ chồng thì cũng chỉ một người đi làm thuê được thôi, còn một người thì ở nhà chăm lo cho con rồi. Vâng. Chồng đấy chỉ có món đó lò. Nhất là cái cột này của bác này. Đấy. Hỏng hết rồi. Nhà này mà để mà có để lương thực thì cũng không dám để. Thật sự mà là Dương ạ, ở trong này thì vừa nãy tôi hỏi ấy, thì anh cũng bảo là nhà mình không có lương nhiều. Thế là được một chút thì nuôi gà hết rồi. Cho nên hai vợ chồng mới đi làm. Đâu, bảo vợ là ở nhà chăm con, còn chồng đi làm thôi. Đấy.
Thì lúc đấy anh bảo thế chắc là vợ vẫn ở nhà. Nhà cũng rất là khổ. Đây cái cột trụ đây. Đấy. Bong hết rồi. Là bong hết cái vỏ ra rồi. Chơi cho nền tao chết thế là. Cắt lửa. Cắt lửa rồi. Ồ. Nãy là tao chờ xong rồi. Bé xong. 3 năm. 3 năm. Cột này nó thì nó chỉ tầm này thôi. Vâng. Đâu hôm nay nhà mình là hiện tại là có ăn cái gì? Nến nên nó chị ạ. Ăn mềm mén à? Vâng. Đâu thế nào? À đây. À vẫn còn mềm mén. Đấy gọi nói chung là lương thực chính của bà con thôi. Đấy thì đây là cái ngôi nhà là gia đình của cái này, em là em trai của anh Chứ phải không nhỉ? Vâng. Em trai ruột luôn. Đấy thì nói chung là như kiểu là bố mẹ thì cũng đẻ nhiều con và đất thì cũng không có ấy. Thì cũng không lo được hết cho các con. Đến lúc mà ra ở riêng thì cũng chỉ ở tạm bợ như vậy thôi. Và nhà cứ siêu siêu vẹo vẹo. Còn phía bên ngoài này em Dương sẽ chia sẻ một lần cho các cô bác cũng biết xung quanh ấy, gia đình cũng chỉ bưng bằng những cây tre, cây nứa như thế này để bưng lại thôi. Vì là nhà là sắp đổ rồi nên là cậu em này cũng có đi lấy những cây như thế này về để chống lại. Ui, cái này nếu mà không chống thì cái này đổ luôn này là đúng. Chắc chắn rồi, bởi vì là nhà cũng như kiểu là nghiêng quá rồi, những cái cây cột đã không nên là bây giờ mà hạ xuống thì lại không có tiền để mà làm. Đúng rồi. Hạ xuống thì những cái tấm plô ở trên này là hỏng hết. Vâng. Đấy, hạ xuống là những cái tấm lợp ở trên là hỏng hết. Còn như mà không hạ xuống ấy thì những cái cây cột này nghiêng quá rồi. Đây, vâng. Tất cả những cái cột ở phía đằng sau này là gia đình cũng đã phải sử dụng những cái cây chống khác để mà chống vào rồi. Đây này cô bác này. Đấy, không chống là đã chắc chắn là cái ngôi nhà này cũng bị đổ luôn. Và bên này cũng thế đây này. Đấy. Mỗi một cái cột là phải có một cái chống. Đúng rồi. Đấy. Mỗi một cái cột là phải ở trên này chống. Còn chống đỡ tặng cái miếng gỗ. Cái này là... Gỗ bỏ. Cái này là như kiểu cũng là xăm gãy rồi sao nhỉ? Đấy, đấy, đấy. Hai đầu nhọn quá. Đấy. Cái nhà này mà để mà không có cái cột bên kia chống thì đổ luôn rồi. Nhà này nghiêng lắm rồi. Đây. Đây nghiêng hẳn vào trong như vậy. Vâng. Ở bên trong này còn có cây đỡ cơ. Đấy, bên trong mà không có cây mà chống thì còn chắc chắn là sẽ đổ luôn rồi. Thế là đó này chỉ một tan phá này vậy chẳng nên nơi ô chào. Ờ, thành sữa. Chỉ thành mà vào kia nói rồi. Ôi. Đây này, mỗi cây cột là phải có một cái chống. Mỗi một cây cột là có một cây chống. Đấy. Là cuộc sống tạm bỡ đấy. Vâng. Đi làm thuê thì cũng không có đủ tiền. Vâng. Thật sự, thưa cô bác lớp vậy, thưa Dương là trên này là cứ có nhà, có vợ con là phải tách nhà. Tuy nhiên là trong cái lúc mà tách nhà hoàn cảnh quá thì không... bố mẹ không san sẻ được cái gì cho con cái, kiểu như không làm nhà được ấy, không cho vật nuôi được thì là vợ chồng tự đi túc tát đi làm thì rất là khó dựng một căn nhà liều và cái trái tim vàng ở trong kia. Tuy nhiên là cũng rất là nhiều cái cột chống để giữ cái cột ở lại, ví dụ như gia đình của ông anh trai này tuy là đê lần đầu tiên, tuy nhiên cũng rất là bất ngờ là mình có sức khỏe, tuy nhiên là cũng chưa thể là làm được căn nhà là hỗ trợ cho gia đình cũng như là vợ con ở trong nhà. Đấy thì trong cái thời gian mà anh em mình vào đây thì cũng khá là lâu rồi, đi vào thăm năm cháu nhỏ một côi thì cũng đã lâu rồi, thì em già cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.